Những thông tin chính yếu có trong chương trình ngày mới: Tổng thống Zelensky tuyên bố tiếp tục trừng phạt mạnh những ai dung túng chiến tranh. Thành phố Las Vegas nổi tiếng của Mỹ bị khủng bố. Tăng nhân sự trung tâm đăng kiểm đảm bảo phục vụ Tết. Sân bay Nội Bài lưu ý tình trạng quá tải có thể xảy ra dịp Tết. Tiêu điểm thế giới: Mỹ Trung và màn đấu tố xung quanh vũ khí Covid. Bắc Kinh tung khảo sát 90% doanh nghiệp nước ngoài tự tin vào nền kinh tế năm 2023 của Trung Quốc. Chuyên mục kỷ lục Guinness: Loài chim di cư bay khoảng cách hơn 13.000 km liên tục không nghỉ. Xin được chào đón toàn thể quý vị khán giả đang đến với chương trình ngày mới, ngày 9 tháng 1 năm 2023. Chúc quý vị có một ngày mới thật tràn đầy năng lượng và thật là vui tươi. Và thưa quý vị, rằng là những ngày này thì Tết là một trong những cái chủ đề mà chúng ta có thể nói với nhau rất là nhiều những cái câu chuyện. Và những ngày này đây thì Xuân Ngọc cảm nhận rằng là không khí Tết đang rất là ngập tràn một cách rộn ràng rồi. Và điển hình là các làng mai ở tại thành phố Hồ Chí Minh cũng đang tất bật vào những cái công đoạn cuối cùng để mà có thể cung ứng mai để phục vụ thị trường Tết. Và bên cạnh đó thì cũng để đảm bảo cho nhân dân có thể đón Tết vui tươi thì các bộ ngành cũng đã lên phương án sẵn sàng để mà phục vụ cho nhu cầu di chuyển tăng cao. Và cụ thể như thế nào thì sẽ được chúng tôi truyền tải chi tiết hơn ở phần nội dung của chương trình. Và trong chương trình của chúng tôi ngày hôm nay cũng sẽ mang đến cho quý vị rất nhiều những thông tin đang hữu ích cho những ngày cận Tết. Và điểm mở đầu cho chương trình đó chính là 30 giây đầu ngày. Mở đầu 30 giây đầu ngày là những tin tức quốc tế, thưa quý vị. Tổng thống Volodymyr Zelensky vừa tuyên bố sẽ trừng phạt mạnh những ai dung túng và góp phần thúc đẩy cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. Trong một phát biểu, ông Zelensky nói, qua quá trình điều tra, chúng tôi đã đưa ra danh sách đầu tiên những cá nhân đã dung túng, thúc đẩy hoặc biện minh cho chiến tranh. Sắp tới chúng tôi sẽ công bố các quyết định trừng phạt đối với những cá nhân đó. Ông cảnh báo mạnh mẽ rằng, tất cả những ai có cùng quan điểm với những tiếng cầm thét của đạn pháo Nga đều sẽ bị cô lập khỏi thế giới văn minh. Và ngày 7 tháng 1, sau khi Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia thông qua, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã ký quyết định trừng phạt 119 nhân vật có tầm ảnh hưởng với công chúng Nga, trong đó có 3 người là công dân Ukraine. Mới đây, một nhà máy năng lượng mặt trời tại Las Vegas, một nơi ăn chơi nổi tiếng của Mỹ, đã bị tấn công. Sau khi điều tra, chính quyền thành phố đã tuyên bố đây là một hành động khủng bố. Theo thông tin từ cảnh sát, ngày 3 tháng 1, một người đàn ông gốc Trung Đông tên là Mohammad Mesmarian, 34 tuổi, đã phóng hỏa một chiếc xe hơi gần hố biến áp của nhà máy Mega Array ở Bắc Las Vegas, khiến cho nhà máy bị vô hiệu hoàn toàn. Đây là nơi cung cấp nguồn năng lượng chính cho 13 khu phức hợp lớn ở dải Las Vegas. Cảnh sát cho biết thiệt hại có thể mất 2 năm để sửa chữa. Mesmarian hiện vẫn đang lẩn trốn và bị truy nã với tội khủng bố. Nhiều sự cố đáng tiếc đã xảy ra ở Las Vegas, trong đó tồi tệ nhất là sự kiện ngày 1 tháng 10 năm 2017 khi một tay súng bắn chết 60 người đang coi hòa nhạc tại MGM Resort. Thưa quý vị, mới đây các nhà nghiên cứu Trung Quốc vừa công bố phát triển thành công loại máy bay không người lái có thể hoạt động liên tục mà không cần phải đáp xuống để nạp điện. Đó là nhờ công nghệ nạp bằng tia laser cực mạnh chiếu từ mặt đất. Nhiều quốc gia, bao gồm cả Trung Quốc, đang phát triển các hệ thống laser cực mạnh để làm vũ khí tiêu diệt máy bay không người lái. Nhưng các nhà khoa học thuộc Đại học Bách khoa Tây Bắc lại tận dụng laser để sạc điện cho drones. Theo đó, máy bay không người lái được trang bị mô đun quang điện giúp chuyển đổi năng lượng ánh sáng thành điện năng, và các tia laser năng lượng cao không chỉ có thể theo dõi mà còn sạc cho máy bay từ xa. Nhóm nghiên cứu cho biết kết hợp giữa từ trường, trí tuệ nhân tạo, quang học, điện tử, công nghệ xử lý và truyền tín hiệu thông minh, họ đã thử nghiệm thành công quy trình sạc tự động, nâng cao tiềm năng về độ bền vô hạn của máy bay không người lái thông qua điều khiển quang học. Cục Đăng kiểm Việt Nam vừa có quyết định biệt phái 8 đăng kiểm viên và 2 nhân viên nghiệp vụ đến tăng cường cho Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 5009D tại huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Việc điều động này nhằm giải quyết tình trạng thiếu hụt nhân lực mà các trung tâm đăng kiểm tại thành phố Hồ Chí Minh đang gặp phải, góp phần đảm bảo nâng công suất đăng kiểm phục vụ người dân và doanh nghiệp trong dịp lễ Tết sắp đến. Thời hạn biệt phái là 3 tháng kể từ ngày 7 tháng 1.
Thưa quý vị, Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài đưa ra hàng loạt khuyến cáo đối với hành khách đi máy bay trong dịp cao điểm Tết Nguyên đán năm 2023. Vào dịp Tết Nguyên đán năm 2023, dự kiến lượng khách qua Cảng Hàng không Nội Bài tăng cao. Ngày cao điểm nhất sẽ có khoảng 580 lượt chuyến bay với 104.000 lượt hành khách, 78 lượt hành khách nội địa và 36.000 lượt khách quốc tế. Dù dự báo sản lượng vận chuyển dịp Tết này không vượt quá cao điểm hè, nhưng Cảng Hàng không Nội Bài đã có phương án phục vụ cụ thể. Theo đó, đơn vị thực hiện tăng cường an ninh cấp độ 1 từ ngày 16 tháng 1 đến hết ngày 28 tháng 1. Sân bay Nội Bài cũng sẽ mở tối đa quầy thủ tục, chuẩn bị quầy dự phòng cho các hãng hàng không sử dụng khi tăng chuyến bay. Ngoài ra, sân bay cũng mở tối đa các làn thu phí, phối hợp với lực lượng công an điều tiết giao thông để đảm bảo tạo sự thông thoáng và thuận tiện cho hành khách. Hành khách chủ động có mặt trước giờ bay 2 tiếng đối với chuyến bay nội địa, 3 tiếng đối với chuyến bay quốc tế, chuẩn bị đầy đủ giấy tờ tùy thân và đọc kỹ các quy định của hãng hàng không về các yêu cầu vận chuyển. Tiếp tục chương trình là tọa độ thế giới. Thưa quý vị, lại liên quan đến việc Trung Quốc mở cửa biên giới và cho phép công dân của mình xuất cảnh tự do. Mỹ là quốc gia đã ngay lập tức ban bố những biện pháp cản trở. Tổng thống Mỹ Joe Biden gần đây phát biểu trên hầu hết các diễn đàn rằng ông lo ngại về cách Trung Quốc kiểm soát dịch bệnh. Trong khi đó, Bắc Kinh chỉ trích ngược lại rằng Hoa Kỳ đã vũ khí hóa COVID với mục đích chính trị nhằm kiềm chế Trung Quốc. Màn đấu tố qua lại khiến cho hai bên phải dùng đến những lời lẽ nặng nề nhất như là lừa dối hay là vu khống. Sau khi nhiều chính trị gia của Mỹ cho rằng số liệu về dịch bệnh mà Trung Quốc công bố là không đáng tin cậy, dẫn đến hàng loạt các quyết định hạn chế nhập cảnh. Mới đây nhất, Tổng thống Biden vẫn nói sẽ không thay đổi quyết định. Bản thân tôi vẫn rất lo ngại về tình hình dịch bệnh ở Trung Quốc. Quyết định xét nghiệm và hạn chế các chuyến bay từ Trung Quốc vẫn sẽ được tiến hành theo quy trình mới. Tôi biết Bắc Kinh khá nhạy cảm về điều này, nhưng chúng ta sẽ không biết được điều gì sẽ xảy ra nếu không cẩn thận. Ngay lập tức, kênh truyền hình CMG của Trung Quốc cho phát một bài phóng sự chỉ trích chiến dịch của Mỹ là thô bạo, tấn công vô cớ và cố tình vu khống Trung Quốc. Bài luận cho rằng Mỹ làm vậy với mục đích đằng sau là để che giấu sự thật, vì chính Mỹ mới là nước có số người tử vong vì COVID cao nhất thế giới. Ngoài ra, Trung Quốc tố Mỹ dùng dịch bệnh để cạnh tranh không lành mạnh. Năm 2022, Trung Quốc từng cấm nhập khẩu trang của toàn bộ 46 doanh nghiệp Trung Quốc, bất kể khẩu trang của họ đạt chuẩn của CDC. Trước đó, khi Trung Quốc yêu cầu người dân đeo khẩu trang, thì Mỹ lại dùng cụm từ như nhân quyền và bất mãn xã hội nhằm mục đích làm mất uy tín công tác phòng chống và kiểm soát dịch bệnh của Trung Quốc. Trung Quốc cho rằng Mỹ mới là nơi xuất hiện các biến thể mới COVID dựa trên hàng loạt các báo cáo được kiểm chứng, nhưng họ lại đổ lỗi cho Trung Quốc. Ngoài các biến thể, truyền thông Hoa Kỳ còn đề cập đến lạm phát và các hạn chế trong chuỗi cung ứng của Trung Quốc trong thời kỳ dịch bệnh để hạ thấp nền kinh tế Trung Quốc, đồng thời tùy tiện khởi xướng các biện pháp trừng phạt đơn phương. Có thể thấy, khi nào tình hình dịch bệnh chưa dịu bớt, thì màn đấu tố nhau giữa Mỹ và Trung xung quanh vũ khí COVID vẫn chưa thể hạ màn. Tiếp tục là những tin tức về Trung Quốc, thưa quý vị. Quốc gia này vừa tung ra khảo sát cho rằng hơn 90% doanh nghiệp nước ngoài nói họ tin tưởng vào các biện pháp ứng phó COVID-19 tại nước này và kỳ vọng những cơ hội hợp tác thương mại giữa nền kinh tế lớn thứ hai thế giới với nhiều quốc gia khác. Và thưa quý vị, cụ thể thì Hội đồng Xúc tiến Thương mại Quốc tế Trung Quốc đã thực hiện một cuộc khảo sát với hơn 160 doanh nghiệp và Hiệp hội Thương mại nước ngoài tại Trung Quốc. Kết quả công bố cho thấy Trung Quốc vẫn là một trong những điểm đến đầu tư quan trọng trên thế giới. Báo cáo trích dẫn phát biểu của đại diện công ty dược phẩm AstraZeneca như sau: vào tháng 11, chúng tôi vừa mở thêm các trụ sở tại Sơn Đông, Bắc Kinh, Hàng Châu, Thành Đô, Quảng Châu và Vô Tích, đồng thời nâng cấp cơ sở tại Thượng Hải thành một trung tâm nghiên cứu và phát triển hiện đại. Chúng tôi rất lạc quan về Trung Quốc, coi đây là trung tâm sản xuất và là một phần không thể thiếu trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Ngoài AstraZeneca, các doanh nghiệp khác cũng vừa mở rộng kinh doanh tại Trung Quốc, bao gồm tập đoàn điện tử ZEISS, công ty hóa chất BASF của Đức, công ty công nghệ tự động hóa ABB của Thụy Sĩ. Phan Minh, kinh tế trưởng công ty bất động sản JLL cho biết, Trung Quốc trong năm 2023 vẫn là điểm đến quan trọng của dòng vốn và các doanh nghiệp nước ngoài. Khi Trung Quốc bình thường hóa các hoạt động kinh tế, tất cả sẽ đều được hưởng lợi. Thưa quý
vị, mùa xuân là mùa dịch chuyển của con người, thì đối với loài chim cũng vậy. Quý vị có biết không rằng là có rất ít loài chim sống cả đời ở cùng một địa điểm. Hầu hết thì chúng đều phải di cư đến nhiều nơi khác nhau để tìm nguồn thức ăn, lập gia đình hoặc là tránh sự thay đổi khắc nghiệt của thời tiết. Trong khi một số cuộc di cư diễn ra trong thời gian ngắn, thì có một số loài chim phải bay một khoảng cách rất xa, không ngừng nghỉ. Bởi vì chỉ cần ngừng bay một nhịp thì chúng có thể bị tử vong, vì thường chúng phải mất vài tuần để bay qua các đại dương hay từ đầu bên này đến đầu bên kia của trái đất. Vào năm 2022, một chú chim non đã ghi kỷ lục tên mình vào sách kỷ lục Guinness vì đã bay một khoảng cách lên đến hơn 13.000 km liên tục không nghỉ. Đó là một chú chim rẽ thuộc chi Limosa, được biết đến với số hiệu 234684, đã bay 13.560 km từ Alaska đến bang Tasmania của Úc mà không dừng lại để ăn uống hoặc nghỉ ngơi. Chú đã phá kỷ lục về quãng đường bay thẳng dài nhất của một loài chim di cư. Khoảng cách này tương đương với 2 lần rưỡi hành trình từ London tới New York, hoặc là sắp xỉ 1/3 chu vi trái đất. Theo hình ảnh vệ tinh thì hành trình của chú chim này bắt đầu vào ngày 13 tháng 10 năm 2022 và diễn ra trong suốt 11 ngày 1 giờ mà không hề hạ cánh một lần nào. Những thông tin chính yếu tiếp theo. Tiêu điểm trong nước. Lễ hội chú Hương, lễ hội kéo dài nhất nước trở lại thận trọng sau 2 năm gián đoạn. Thủ tướng Chính phủ cho biết sẽ đẩy nhanh 1 triệu căn nhà ở xã hội cho công nhân lao động. Bộ Giao thông Vận tải lập đoàn kiểm tra vận tải Tết Nguyên đán. Lễ hội khai ấn đền Trần được tổ chức trở lại. Chuyên mục online toàn cảnh ấm lòng những suất quà Tết cột sẵn trên xe công nhân. Của trò không bằng cách trò. Chuyên mục sách là bạn lan tỏa tình yêu với cái đẹp từ triển lãm Xuân trong tôi. Và cuối cùng là khoảnh khắc ngày mới. Phố Hàng Mã rộn ràng sắc đỏ đón Tết. Chuyển sang những thông tin đáng chú ý trong nước, thưa quý vị. Sau 2 năm tạm dừng mở hội để phòng chống dịch COVID-19, lễ hội Chùa Hương, huyện Mỹ Đức chính thức trở lại vào ngày 27 tháng 1, tức mùng 6 tháng Giêng năm Quý Mão năm 2023, đáp ứng nhu cầu tâm linh tín ngưỡng của người dân. Dạ vâng ạ, và hiện thì công tác chuẩn bị lễ hội năm nay có nhiều nét mới nhằm bảo đảm một mùa lễ hội an toàn, thân thiện, văn minh tại Chùa Hương, một trong những quần thể di tích danh lam thắng cảnh nổi tiếng nhất trên cả nước. Là một trong những lễ hội có quy mô lớn nhất nước, lễ hội Chùa Hương mở ra trong những ngày đầu năm mới tại khu di tích danh thắng Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, địa danh nổi tiếng với phong cảnh sơn thủy hữu tình, cùng không gian văn hóa tâm linh đặc sắc. Mỗi năm thu hút hàng triệu lượt du khách về hành hương, chiêm bái. Đặc biệt, hành trình lễ hội Chùa Hương diễn ra trong thời gian 3 tháng trên một không gian rộng lớn với hàng vạn lượt người tham dự, đặt ra cho công tác tổ chức và quản lý lễ hội nhiều thách thức. Năm nay, ban tổ chức lễ hội Chùa Hương đã thành lập 7 tiểu ban phụ trách các phần nội dung cụ thể như an ninh trật tự, kinh tế tài chính, văn hóa xã hội, quản lý di tích thắng cảnh, vệ sinh môi trường, bảo đảm rõ người, rõ trách nhiệm, hỗ trợ cho các tiểu ban là tổ kiểm tra liên ngành có trách nhiệm kiểm tra, giám sát, kiên quyết xử lý các vi phạm diễn ra trong thời gian lễ hội, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho du khách. Sẵn sàng cho mùa lễ hội lớn và kéo dài nhất nước, từ nhiều tháng trước, Ủy ban Nhân dân huyện Mỹ Đức đã chủ động lên kế hoạch tổ chức và quản lý lễ hội, huy động sự tham gia đồng bộ của nhiều đơn vị, phòng ban liên quan. Theo lộ trình đến năm 2025, lễ hội Chùa Hương phải đổi mới hoàn toàn để đáp ứng nhu cầu du lịch, thưởng ngoạn của du khách trong nước và quốc tế. Với những yêu cầu cụ thể, chi tiết như không dùng loa đài để quảng cáo bán hàng, không treo móc thịt tươi sống, không trèo kéo ép khách, vòi tiền, không sử dụng xuồng máy trong dịch vụ vận chuyển khách, không đổi tiền lẻ và hành nghề mê tín dị đoan, lễ hội Chùa Hương được kỳ vọng sẽ diễn ra an toàn, văn minh và thân thiện. Đặc biệt, để tăng thêm tiện ích cho người dân tham quan, vãng cảnh mùa lễ hội năm nay, ban tổ chức lễ hội Chùa Hương đổi mới hình thức bán vé truyền thống sang vé điện tử, bỏ việc bán vé tại hai cổng Tiên Mai và Đức Khê, tạo sự thông thoáng, thuận tiện cho du khách về tham quan trải hội. Chuyển sang cụm tin vắn đáng chú ý, trước hết là một thông tin về an sinh xã hội. Thưa quý vị, trong chương trình công tác tại Phú Yên, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã tham dự chương trình Tết Sum Vầy Xuân Gắn Kết năm 2023, tặng quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn.
Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng cho biết thời gian tới, chính phủ sẽ quyết liệt chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương quan tâm dành nguồn lực phù hợp để giải quyết các vấn đề căn bản nhằm cải thiện đời sống của anh chị em công nhân, người lao động. Theo Thủ tướng, cần tập trung triển khai quyết liệt đề án xây dựng 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội, đồng thời khẩn trương có giải pháp cụ thể, thiết thực phát triển nhà ở cho công nhân. Mục tiêu là để công nhân, người lao động được thụ hưởng thực sự thành quả phát triển của đất nước, để mỗi dịp Tết đến xuân về là những giây phút đoàn tụ, sum vầy hạnh phúc của anh chị em công nhân, người lao động và gia đình thân yêu của mình. Vấn đề nhà ở cho công nhân chưa được giải quyết hiệu quả càng bộc lộ rõ hơn khi dịch COVID-19 xảy ra, đời sống của công nhân gặp không ít khó khăn. Hệ thống cơ sở hạ tầng, các thiết chế văn hóa, xã hội, giáo dục, công trình phúc lợi cho công nhân, người lao động còn hạn chế. Nhiều khu công nghiệp chưa quy hoạch diện tích cho các công trình văn hóa, công trình phúc lợi xã hội, thiếu trường học, nhà trẻ và mẫu giáo. Thưa quý vị, mới đây Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành quyết định phê duyệt sách giáo khoa lớp 8 và lớp 11 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông theo chương trình giáo dục phổ thông mới. Và theo đó thì có 42 đầu sách giáo khoa lớp 8 và 50 đầu sách giáo khoa lớp 11 được phê duyệt. Theo lộ trình đến năm học 2023-2024, cùng với học sinh lớp 4, học sinh lớp 8 và lớp 11 trên cả nước sẽ được triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới. Căn cứ theo danh mục sách giáo khoa lớp 8 và lớp 11 đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt, các địa phương sẽ thành lập hội đồng, tổ chức lựa chọn sách giáo khoa để giảng dạy, học tập tại các nhà trường. Và như ở phần đầu chương trình thì Xuân Ngọc cũng có đề cập rằng là hiện nay thì Bộ Giao thông Vận tải vừa quyết định thành lập đoàn kiểm tra hoạt động để phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân, đảm bảo trật tự an toàn giao thông vào dịp Tết Nguyên đán 2023 sắp tới. Đoàn kiểm tra với nhiệm vụ kiểm tra ga hàng không, ga đường sắt, cảng, bến, đơn vị kinh doanh vận tải tại các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Kiên Giang, Điện Biên, Hòa Bình, Sơn La và Thái Nguyên. Với 8 nội dung kiểm tra trọng tâm của đoàn kiểm tra sẽ tập trung kiểm tra việc thực hiện công tác phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và vận chuyển hàng hóa, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, tổ chức giao thông, quản lý phương tiện người lái, tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông, kiểm soát ùn tắc giao thông trong dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội. Yêu cầu công bố số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân và doanh nghiệp, phân công lịch trực 24/24 để tiếp nhận xử lý thông tin trong dịp Tết, kiểm tra việc thực hiện niêm yết giá cước, giá vé của đơn vị vận tải tại địa phương trong dịp Tết. Tiếp tục chuyển sang tin tức về văn hóa lễ hội, thưa quý vị. Sau 3 năm, từ năm 2020 đến năm 2022, phải tạm dừng hoạt động để phòng chống dịch COVID-19. Năm 2023, lễ hội khai ấn Đền Trần được tổ chức trở lại vào đêm ngày 14, rạng sáng ngày 15 tháng Giêng âm lịch. Dạ, và đây là thông tin được Ủy ban Nhân dân thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định cho biết tại buổi họp báo công bố về việc tổ chức lễ hội khai ấn Đền Trần năm 2023. Cụ thể, thời gian quản lý lễ hội Đền Trần diễn ra từ ngày 22 tháng 1 cho đến ngày 19 tháng 2, tức là mùng 1 đến 29 tháng Giêng. Trong đó, lễ khai ấn sẽ diễn ra vào đêm ngày 14, rạng sáng ngày 15 tháng Giêng âm lịch. Thời gian phát ấn cho nhân dân, du khách thập phương bắt đầu từ 5 giờ ngày 15 tháng Giêng âm lịch. Trong thời gian lễ hội còn có các hoạt động như lễ rước kiệu Ngọc Lộ, lễ rước nước, tế cá cùng các hoạt động hội truyền thống bao gồm múa lân, rồng, hát chèo, chầu văn, múa rối nước, chọi gà, đấu vật, biểu diễn võ thuật. Lễ hội khai ấn Đền Trần năm 2023 tổ chức đúng vào dịp cuối tuần. Cùng với việc 3 năm không tổ chức vì ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, ban tổ chức lễ hội dự báo số lượng khách về dự lễ hội sẽ tăng đột biến. Vào những thời điểm này thì những câu chuyện về thưởng Tết là một trong những cái vấn đề mà được rất là nhiều người quan tâm. Và thưa quý vị thì một năm với nhiều biến động sắp kết thúc và chúng ta đang đếm ngược cho những ngày Tết Nguyên đán cận kề. Có lẽ thì vào những dịp thế này đây thì một vài động thái nhỏ từ công ty cũng sẽ khiến cho người lao động cảm thấy ấm lòng. Trong đó thì không thể không nhắc đến quà Tết và những món quà dù nhỏ hay là lớn thì đối với nhân viên đều là một sự ghi nhận trong suốt một năm ròng rã cống hiến ạ. Và mới đây thì hình ảnh về những suất quà Tết được trang buộc cẩn thận trên mỗi chiếc xe của công nhân đã và đang gây sốt trên mạng xã hội. Món quà tuy giản dị nhưng cách trao quà thể hiện sự trân trọng dành cho người lao động đã khiến cho người nhận cảm thấy ấm lòng trong những ngày cận Tết và bây giờ là online toàn cảnh.
Cụ thể, hình ảnh đang gây bão trên mạng xã hội là của một doanh nghiệp ở tỉnh Thái Bình. Thay vì trao tận tay, đơn vị này đã cẩn thận đóng gói, xếp đặt các phần quà Tết ngay ngắn trên yên xe của hàng ngàn người lao động, để họ có thể mang ngay về nhà sau khi tan làm. Ngay khi hình ảnh đăng tải, hầu hết cư dân mạng đều bày tỏ sự thích thú và cảm thấy ấm lòng trước sự quan tâm của doanh nghiệp đối với đời sống vật chất, tinh thần của những người công nhân. Cái món quà Tết mà của công ty khi mà trao tặng cho nhân viên đó, nó không đơn giản chỉ là về vấn đề vật chất mà nó là còn là cái tinh thần. Bởi vì đối với mình thì mình cảm nhận là cái sự ghi nhận của công ty, sự tình cảm của công ty dành cho nhân viên, quan tâm nhân viên vào cái mùa cuối năm. Quà đó đôi khi cái giá trị nó không có lớn đâu, nhưng mà nó đem lại cái sự ấm áp. Và chính cái sự ấm áp và cái tình cảm đó thì mình lại cảm giác là mình muốn gắn bó với công ty nhiều hơn. Phương diện của mình thì mình cảm thấy là món quà Tết nó mang một cái ý nghĩa tinh thần rất là to lớn. Nó động viên cái người nhân viên sau một cái năm cố gắng, những cái nỗ lực của họ để mà cùng có nghĩa là đồng hành và phát triển cùng công ty. Thực tế, nhân viên là người thúc đẩy sự phát triển nội tại của doanh nghiệp. Do đó, dịp cuối năm là thời điểm tuyệt vời để các cấp lãnh đạo bày tỏ sự quan tâm của công ty đến người lao động thông qua các phần quà thiết thực. Động thái tặng quà này không chỉ giúp giữ chân nhân tài và khẳng định môi trường làm việc nhân văn của mỗi công ty, xí nghiệp, mà các doanh nghiệp cũng có thể tận dụng bao bì quà tặng để làm phương tiện quảng bá thương hiệu cho mình. Theo ông nói, của cho không bằng cách cho thì bao giờ nó cũng đúng cả. Bởi vì cái quà tặng có thể nó không giá trị, nhưng mà nếu mà cho biết cách thì nó lại mang cái ý nghĩa rất là lớn, và đặc biệt là nó mang cái ý nghĩa tinh thần, nó động viên rồi khuyến khích thì cụ thể là những người lao động chẳng hạn thì rất là tốt. Thì tôi nghĩ là các công ty xí nghiệp năm nay dịch bệnh thì nó nhiều khó khăn, nhưng mà tôi nghĩ nếu mà duy trì được hay tạo được và có một món quà có thể nhỏ bé thôi nhưng mà có cách cho nó thích hợp thì tôi nghĩ sẽ động viên được cái người lao động rất là nhiều. Người Việt Nam có câu, của cho không bằng cách cho. Đôi khi đó chỉ là một ít quà thay lời cảm ơn người lao động đã đồng hành suốt một năm khó khăn cùng doanh nghiệp. Nhưng nó cũng gián tiếp nhân lên niềm vui và góp phần làm cho cái Tết của mỗi người thêm đủ đầy và ngập tràn ý nghĩa. Cùng chuyển sang chuyên mục Sách là Bạn, thưa quý vị. Khởi động một ngày mới từ việc tiếp nhận thêm nhiều tri thức mới mẻ là rất hữu ích. Và khác với mọi hôm thì thay vì tiếp cận thông tin qua các trang sách thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tiếp nhận những điều mới mẻ, hữu ích trong một không gian triển lãm hội họa đa sắc màu đang được diễn ra tại Hội Mỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh. Triển lãm với chủ đề là Xuân trong tôi. Tại đây thì triển lãm giới thiệu đến công chúng 160 bức tranh đến từ 23 họa sĩ là thành viên của câu lạc bộ Cùng Sánh Bước Họa Thất 5B. Mỗi một bức tranh thì sẽ mang một cái câu chuyện và sắc thái riêng biệt, khai thác cái đẹp bình dị của thiên nhiên và đời sống con người Việt Nam ở mọi vùng miền trên cả nước. Thiên nhiên luôn là chủ đề chính hiện diện trong hầu hết các tác phẩm của các họa sĩ, và đó cũng chính là điều tạo nên sự kết nối giữa các thành viên gia đình 5B với nhau. Những chủ đề được các họa sĩ 5B ưa thích thường là phong cách đất nước, sinh hoạt đời thường, tĩnh vật hoa trái miền Nam và những điều gần gũi trong đời sống hàng ngày. Những cảm xúc này được các họa sĩ bày tỏ bằng ngôn ngữ hội họa qua các chất liệu lụa, sơn dầu, acrylics, màu nước, phấn tiên theo phong cách tả thực, hồn nhiên ấn tượng và trừu tượng. Tranh của các thành viên 5P dung dị như triết lý về nghệ thuật của họa sĩ Nguyễn Thị Tâm, người khai sáng, dìu dắt nhóm. Theo họa sĩ chia sẻ, đỉnh cao của nghệ thuật chính là sự giản đơn. Triển lãm Xuân trong tôi diễn ra tại Hội Mỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 8 tháng 1 đến ngày 12 tháng 1 năm 2023. Thưa quý vị, và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng chuyển sang những thông tin về thời tiết cùng với Nhi Lê. Chào quý vị đang theo dõi thời tiết 24 giờ. Thưa quý vị, tại khu vực miền Bắc, sáng sớm nay trời sẽ có nhiều mây và có sương mù nhẹ. Dự báo trưa và chiều trời chuyển nắng ấm, nhiệt độ tại Hà Nội và các thành phố sẽ dao động từ 21 đến 24 độ, thời tiết nắng ấm sẽ vẫn còn duy trì.
Sương mù xuất hiện như một lớp màn kìm giữ khói bụi ở trong không khí. Để bảo vệ sức khỏe, quý vị nên đeo khẩu trang chống bụi mịn khi ra ngoài đường. Có thể sử dụng thêm máy lọc không khí ở trong nhà để không khí trong lành hơn. Còn tại khu vực của miền Trung, mưa đang có xu hướng giảm, hầu hết là lượng nhỏ. Nhiệt độ tại Trung và Nam Trung Bộ dao động từ 21 đến 23 độ. Bắc Trung Bộ thì mức chung nhiệt độ dao động từ 21 đến 23 độ. Nhưng trưa và chiều trời sẽ có nắng và ấm áp hơn. Còn tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, cụ thể là khu vực Nam Bộ, dự báo cũng vẫn sẽ có mưa trong chiều nay, nhưng phần lớn là mưa nhỏ, ngắt quãng. Diện mưa thu hẹp chỉ còn xảy ra chủ yếu ở miền Tây Nam Bộ. Nhiệt độ cao nhất tại thành phố Hồ Chí Minh và các nơi khác sẽ dao động từ 28 cho đến 31 độ, trời mát. Còn tại Tây Nguyên, dự báo các thành phố vẫn duy trì trạng thái là mưa bất chợt. Nhiệt độ cao nhất dao động từ 23 đến 25 độ. Và sau đây là bản nền nhiệt độ tại các vùng trên cả nước. Quý vị, những ngày này thì sắc xuân đã len lỏi ở khắp mọi tuyến phố và con đường. Và cứ mỗi dịp Tết đến như vậy đây, thì trên tuyến phố Hàng Mã tại thành phố Hà Nội lại rực rỡ sắc đỏ đầy mê hoặc của những món đồ trang trí ngày Tết truyền thống. Và như quý vị thấy đây ạ, do vậy cho nên là kéo theo không khí con phố này tại thời điểm này thì đã vô cùng rộn ràng và trở nên tấp nập hơn bao giờ hết. Và để cảm nhận rõ hơn về sự tấp nập và rộn ràng ấy, thì hãy cùng đến với khoảnh khắc ngày mới của chúng tôi ngay sau đây. Càng gần đến Tết Nguyên đán, dường như sức nóng của thị trường đồ trang trí Tết tại phố Hàng Mã lại càng tăng lên. Cảnh người bán, người mua trên phố Hàng Mã càng trở nên nhộn nhịp. Dạo quanh khu phố sẽ được hòa mình vào không gian sôi động, đậm chất Tết với những sắc màu rực rỡ từ các món đồ trang trí, quà tặng hấp dẫn. Năm nay, các sản phẩm đồ trang trí, đồ chơi ở phố Hàng Mã rất phong phú, đa dạng với nhiều chủng loại khác nhau. Đặc biệt thì ngoài các món đồ truyền thống như là tò he nè, đèn lồng, dây cá chép, câu đối đỏ, mô hình bánh chưng xanh hay là phong bao lì xì thì còn xuất hiện những cái sản phẩm mới với biểu tượng linh vật là con mèo, tạo sự thích thú cho người chơi. Đây cũng chính là xu hướng chủ đạo của thị trường đồ trang trí, đồ chơi và quà tặng Tết Quý Mão 2023, góp phần tạo nên sức hút đặc biệt của phố Hàng Mã đối với người dân thủ đô và du khách thập phương. Bên cạnh đó thì vào những ngày này, người dân và các bạn trẻ đã tranh thủ thời gian rảnh rỗi để đi lên phố Hàng Mã chụp hình, tận hưởng không khí Tết đang tràn về. Thưa quý vị, khung cảnh rộn ràng tại phố Hàng Mã vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Hy vọng rằng là những thông tin mà chúng tôi cập nhật đến quý vị hôm nay sẽ giúp ích cho quý vị khởi động một ngày mới thật là tràn đầy năng lượng và phấn khởi ạ. Và đối với thời điểm là Tết Nguyên đán đang đến rất gần rồi, thì hy vọng tất cả quý vị khán giả cũng như là các bạn sẽ chuẩn bị thật tốt, đặc biệt là sức khỏe để có thể đón một cái Tết đoàn viên bên người thân, gia đình. Và chương trình ngày mới của chúng tôi xin được kết thúc tại đây. Xin được hẹn gặp lại quý vị cũng như là các bạn trong những chương trình tiếp theo.